Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review một cái mặt hàng đang khá là hot hiện nay nha các bạn. Thì cái tay mình đây đang là một hai gói Bim Bim. Đấy, có thương hiệu đấy là ăn trùng bà Tuyết các bạn. Thì dạo gần đây đang rất là nổi về các cái sản phẩm của bà Tuyết. Đó thì mình thử lấy một vài mặt hàng của bên ăn cùng bà Tuyết để mình bán thử xem như thế nào nha các bạn. Đấy, thì hôm nay cùng mình ăn thử xem hai cái vị Bim Bim này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bên này là Bim Bim máy ngói, đói là phải ăn. Và bên này là đùi gà bơ sữa. Đấy, thì mình sẽ ăn hai cái mặt hàng này xem là nó như thế nào nha các bạn. Thì cái nhãn hiệu mà ăn cùng bà Tuyết thì các bạn phải để ý, nó có rất là nhiều các mặt hàng nhái nha các bạn. Đấy, nó chỉ cần đổi một số các cái dấu hoặc là cái ấy thì nó sẽ lại là giống, bao bì thì nó giống nhưng mà cái tên thì nó hơi sai. Đấy, thì bạn nào mà đang nhập các mặt hàng của bà Tuyết thì cũng nên để ý. Đấy, thì nhiều người cũng bị lấy phải những cái mặt hàng mà nó nhái các bạn. Ví dụ như là ăn cùng bà Tuyên này, ăn cùng bà Tờ E Tết Tè Tết Tờ Tết ấy, nó không có dấu kiểu vậy. Đại nhái là kiểu ăn cắp một chút. Vì thế cái nhãn hiệu này thì bà ấy theo mình được biết là bà ấy đã đăng ký với cục sở hữu trí tuệ rồi, nên là được bảo hộ rồi. Đấy, nên là nhiều người kiểu lợi dụng vào cái đấy để làm nhái thương hiệu. Vì cái sản phẩm này thì các bạn biết là gần đây nó đang rất là hot, đang rất là nhiều người thích ăn. Đấy, thì bây giờ cùng mình ăn thử nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái máy ngói này nha các bạn. Máy ngói bơ và ngô. Đến tháng 9. Đó, bánh thì được làm rất là đây các bạn. Đấy, bánh thì khá là an toàn đấy. Theo mình quan sát thì nó được làm bằng cái túi bóng mà bên trong có cái lớp gọi là lớp này là nó chống làm ỉu, chống ỉu rất là tốt. Hơi vào đấy các bạn, khá là bé, rất mỏng, màu vàng, ngô đây các bạn. Mùi gì rất là thơm, mùi bơ nhé các bạn, mùi bơ và mùi ngô. Bây giờ cùng mình ăn thử nha các bạn, mời các bạn. Khá là giòn, không có cay nha các bạn, ngọt. Nếu các bạn biết ngô là nó ngọt rồi, nó có vị thơm, thơm của mùi bơ, khá là thơm các bạn. Ăn cái này là phải ăn nhiều các bạn, nhạt từng miếng một nó không sướng. Đây. Này, ăn Bim Bim là phải ăn nhiều này các bạn này. Khá là giòn nha các bạn, thơm mùi bơ như là vị ngô. Đó, thì bây giờ ngon đấy các bạn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ chuyển sang đùi gà nha các bạn. Đùi gà bơ sữa liệu nó có giống như hình không? Các bạn dự đoán xem là nó có giống trong hình không nha các bạn. À, nhìn cái đùi gà ở như cái bên ngoài thì khá là ngon đấy, xù xù. Để xem nào. Đấy, bao bì thì cũng như gói kia thôi các bạn. Đấy,
được cả ký ạ. Đây các bạn, đây một gói này thì được có thằng này rồi. Đó. Khối lượng là 52 gram. Các cái đùi này thì ngoài thị trường họ bán lẻ thì rất là nhiều, tôi không biết là cái vị của nó có khác không. Đấy, cùng mình so sánh xem là bên trong và bên ngoài nó có giống nhau không nhé. Ai trừ một điểm nha, bên ngoài thì nó trơn bóng mà bên trong vỏ thì nó hơi xù, đấy, kiểu như là mình chiên xù ấy các bạn, là mình trừ một điểm nha các bạn. À, bây giờ cùng mình thử ăn xem nó vị nó thế nào nè các bạn. Khá là ngọt và giòn. Đây các bạn, khi các bạn nhai trong một cái thì nó dậy lên cái mùi khá là thơm. Cái mùi bơ sữa nó khi mà các bạn ăn 2-3 cái một lúc ấy, thì nó dậy cái mùi bơ sữa rất là thơm nhé các bạn. Không biết là khoảng được bao nhiêu cái này các bạn. Mình đã ăn sơ sơ được khoảng được 30 cái đùi này. Nào cũng bóng lộn. Thì nguyên liệu nó gồm có cái gì các bạn? Gồm có bột mì, gia vị, đường kính, muối và hương bơ sữa. Đấy. Đó. Đấy là hai cái món mà mình muốn giới thiệu với các bạn nhé các bạn. Thơm mùi sữa ấy, đúng không ạ? Hơi béo béo, ngậy ngậy, mùi bơ, khá là ngon nha các bạn. Nó không giống các cái sản phẩm mà bán rời các bạn. Bán rời thì thường là nó có nhiều vị cay hơn, cái này thì nó thiên về ngọt. Đấy, bạn nào mà thích ăn ngọt thì có thể tìm mua các cái sản phẩm này nhé. Và ngọt mùi bơ, ngọt mùi sữa và thơm vị bơ. À, đấy là hai cái mặt hàng mà mình đang lấy thử để bán xem là ở khu vực mình nó thế nào. Còn theo như giang hồ đồn thì các mặt hàng của bên bà Tuyết thì bán rất là tốt. À, nhất là các cái mặt hàng cay cay đấy, và thạch. Nhưng mà hiện tại thì mình mới lấy thử một số các mặt hàng bim bim để mình bán nào các bạn. Đấy, bạn nào mà muốn bán cái mặt hàng này, mình thấy hiện nay các xe ngoài họ đi bán rất là nhiều, nhưng mà khi mà các bạn lấy ra ngoài thì các bạn nên để ý vào các cái tên của thương hiệu các bạn, để không bị lấy vào các cái mặt hàng nhái của bà Tuyết các bạn. Đấy, mình cũng làm cái video này cũng muốn vừa ăn vừa trải nghiệm, cũng như là review cho các bạn xem một số các cái mặt hàng mà đang có trên thị trường của nhà hàng bà Tuyết mà mình đang bán. Đấy, thì các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Đấy, bạn nào mà muốn mình review thêm về các cái mặt hàng nào đấy thì có thể để lại bình luận ở bên dưới để mình có thể lấy về review để các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.